Kỳ lạ, cả làng 3.500 người sống thọ trên 100 tuổi nhờ ăn 4 loại thực phẩm này mỗi ngày, càng ăn càng sống thọ. Quý khán thính giả thân mến, vùng Okinawa, Nhật Bản được nghe nói đến là một khu vực có nhiều người sống thọ nổi tiếng trên thế giới, và làng Ogimi là một ngôi làng nằm ở tỉnh Okinawa được xem là làng siêu thọ. Ngôi làng có khoảng 3.500 người nhưng có tới khoảng 80 người sống trên 90 tuổi và mỗi người đều khỏe mạnh, minh mẫn, hoạt bát, được coi là ngôi làng sống thọ đầu tiên tại Nhật Bản nhờ việc người dân sở hữu tuổi thọ, sự khỏe mạnh nổi trội. Và theo những bật mí của những người sống trên làng, họ thường ăn 4 thực phẩm này cực tốt cho sức khỏe mà còn giúp họ sống thọ. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung để biết đó là những loại thực phẩm gì nhé. Kỳ lạ, cả làng 3.500 người sống thọ trên 100 tuổi nhờ ăn 4 thực phẩm này mỗi ngày, càng ăn càng sống thọ. Ở ngôi làng này, người dân không sản xuất và buôn bán nhiều những thực phẩm cao lương mỹ vị, không phải đua nhau ăn những thực phẩm đắt tiền, siêu bổ dưỡng hoặc khan hiếm. Bí quyết của những người cao tuổi ở đây là lựa chọn những món ăn nhẹ nhàng, đơn giản đến mức đơn điệu. Nhóm người cao tuổi khỏe mạnh ở đây cũng không có các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đắt tiền và họ không thưởng thức vây cá mập, nhân sâm, v.v. Thay vào đó, họ đã ăn các loại thực phẩm bình dân nhất trong nhiều thập kỷ, lặp đi lặp lại. Các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ chuyên khoa từng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe khiến người hiện đại già đi không phải là suy dinh dưỡng mà là sự mất cân bằng dinh dưỡng. Chất béo động vật, đường, muối, chất xơ, vitamin và khoáng chất không được hấp thụ đầy đủ khiến các bệnh mãn tính trở nên bùng phát, đặc biệt tấn công cả những người trẻ ở mức độ cao hơn trước. Tất nhiên, điều này kéo theo hậu quả là sự lão hóa sớm. Theo bí quyết của những người sống thọ Nhật Bản, để việc ăn uống sao cho có sức khỏe, sự nhanh nhẹn, duy trì được tuổi trẻ thì việc bổ sung đủ 4 loại thực phẩm sau đây rất cần thiết. 1. Cá. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng DHA trong cá biển sâu như cá thu, cá ngừ, cá tuyết, cá mòi có thể giúp con người cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức một cách hiệu quả. Trong khi đó, chất EPA có thể làm giảm cholesterol trung tính và xấu trong máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, ngăn ngừa đột quỵ và bệnh Alzheimer. 2. Đậu phụ. Các món ăn từ đậu nành rất giàu protein, nhưng nếu ăn đậu nành trực tiếp thì việc bổ sung chất đạm thực vật theo cách này không dễ để cơ thể tiêu hóa và hấp thụ. Tuy nhiên, nếu đậu nành được chế biến thành các món ăn khác, cụ thể là đậu phụ, sẽ làm cho tỷ lệ hấp thụ chất dinh dưỡng được cải thiện rất nhiều và hương vị độc đáo cũng được tăng lên. Đậu phụ là nguồn protein thực vật tốt nhất và cung cấp canxi và magie dồi dào. Vì thế mà đây được xem là món ăn không thể thiếu giúp con người sống khỏe mạnh và trường thọ hơn. 3. Tảo bẹ, rong biển. Những ngôi làng sống thọ ở Nhật Bản và bản thân những người già sống thọ ở Nhật đều có thói quen ăn rong biển thường xuyên từ thập kỷ này sang thập kỷ khác. Các nghiên cứu đều thừa nhận rong biển, tảo bẹ các loại đều có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, chất béo, carbon hydrate, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt, caroten, niacin, iốt và các nguyên tố vi lượng khác. Tại Nhật Bản, tảo bẹ được coi là một phương thuốc lâu dài và hiệu quả cho bệnh béo phì, xơ cứng tim mạch, huyết áp cao và bệnh tim. Chính vì vậy, đây cũng là món ăn được người cao tuổi ăn hàng ngày, nằm trong danh sách 4 món phải ăn thường xuyên của những người sống thọ. 4. Rau xanh, quả tươi. Sự kết hợp của các chất chống oxy hóa khác nhau trong trái cây và rau quả rất tốt cho sự ngăn ngừa hiệu quả chứng lão hóa tự nhiên ở con người. Việc duy trì thói quen thường xuyên bổ sung các loại rau quả có thể làm giảm một nửa khả năng mắc bệnh ung thư. Đây là kết quả phân tích 200 nghiên cứu tại 17 quốc gia của tiến sĩ Blow, một chuyên gia nghiên cứu về ung thư tại Đại học California, Berkeley, Mỹ. Đặc biệt, trong nhóm thực phẩm được hướng dẫn ưu tiên ăn hàng ngày là tỏi, gừng, húng quế và các loại rau có tác dụng tốt nhất trong việc cải thiện sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật tấn công. Ngoài 4 thực phẩm trên, chúng ta có thể tham khảo các thực phẩm giúp sống thọ khác sau đây. 1. Bơ. Loma Linda ở California là một trong 5 khu vực xanh
và là một cộng đồng duy nhất được tạo thành bởi hầu hết những người Cơ Đốc Phục Lâm. Cùng với việc thực hiện các nghi thức tôn giáo thường xuyên và khoảng thời gian 24 giờ hàng tuần để trầm tư trong yên tĩnh, những người trong cộng đồng này phần lớn đều ăn chay với đầy đủ các loại thực phẩm lành mạnh. Bơ có một danh sách dài các lợi ích sức khỏe, là một thực phẩm chủ yếu của cộng đồng Loma Linda. Theo một bài báo của National Geographic, bơ rất hữu ích trong việc giảm cholesterol và chứa nhiều kali hơn chuối 30%. Trái bơ cũng được chứng minh là giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và bệnh tiểu đường loại 2. 2. Đậu. Đậu là thực phẩm chủ yếu ở hầu hết các khu vực xanh và cung cấp lượng chất xơ hữu ích và các chất dinh dưỡng khác giúp chống lại bệnh tật. Ví dụ, đậu mắt đen là một phần bình thường của chế độ ăn uống hàng ngày ở Icaria, Hy Lạp và loại đậu này đã được phát hiện có đặc tính chống ung thư, tốt cho tim mạch và chống tiểu đường. Cộng đồng Nicoya từ Costa Rica ăn đậu đen hàng ngày, thường là với gạo và bánh ngô. Đậu đen có nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa và được biết đến là giúp kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa ung thư và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. 3. Tỏi. Cộng đồng Okinawa, Nhật Bản ăn tỏi thường xuyên. National Geographic nói rằng tỏi là một trong những loại thuốc mạnh nhất của tự nhiên và có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh thường xảy ra khi bạn già đi. Cụ thể hơn, một báo cáo từ Antioxidants cho biết tỏi có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư, tiểu đường và tim mạch. 4. Khoai tây. Khoai tây trắng là lương thực chính của những người sống ở Icaria, Hy Lạp và khoai lang tím, gọi là imo, được tiêu thụ thường xuyên ở Okinawa, Nhật Bản. Khoai lang tím có chứa một chất phytochemical được gọi là anthocyanins, được biết đến là giúp ngăn ngừa bệnh tật. Khoai lang cũng rất giàu vitamin A, B6, C, kali và chất xơ. Trong khi một số người cho rằng khoai tây trắng không tốt cho sức khỏe vì hàm lượng carbon hydrate cao, chúng thực sự giúp người Icaria kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường, đồng thời giúp giữ cho mức huyết áp thấp. 5. Dầu ô liu. Người Icaria thích sử dụng dầu ô liu hàng ngày. Một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy rằng dầu ô liu nguyên chất có một danh sách dài các lợi ích sức khỏe đã được chứng minh. Đó là lý do tại sao nhiều người ở Địa Trung Hải sử dụng rộng rãi, được coi là một trong số những người khỏe mạnh nhất trên thế giới. Ví dụ, dầu ô liu được tìm thấy để giúp kiểm soát cân nặng, giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và góp phần vào sức khỏe tổng thể của bạn với các đặc tính chống viêm của nó. 6. Bánh mì chua. Ở Sardinia, Ý, người dân trong cộng đồng tiêu thụ các loại thực phẩm như sữa dê, bánh mì dẹt, đậu gà và bánh mì bột chua. Bánh mì bột chua của họ được làm bằng lúa mì nguyên hạt và lactobacilli sống. Theo tính năng trên National Geographic, quá trình nướng bột chua của người Sardinia giúp biến đường và gluco thành axit lactic. Quá trình này làm giảm chỉ số đường huyết, có nghĩa là bạn sẽ no lâu hơn và lượng đường trong máu của bạn sẽ không tăng đột biến. 7. Cà chua. Người dân Sardinia cũng yêu thích cà chua của họ và sử dụng chúng trong khá nhiều món ăn của họ. Cà chua có chứa lycopene, một chất chống oxy hóa được biết đến với đặc tính chống viêm, cũng như khả năng giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ hội chứng chuyển hóa và đột quỵ, cũng như cải thiện sức khỏe tim mạch. Đặc biệt hơn, cà chua bi có hàm lượng beta-carotene cao hơn mà nghiên cứu đã phát hiện ra có thể giúp giảm nguy cơ phát triển khối u liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài những thực phẩm giúp sống thọ, chúng ta cũng nên chú ý không ăn những thực phẩm gây tổn thọ sau đây. Ngày càng có nhiều nghiên cứu liên tục tìm hiểu tác động của chế độ ăn uống đối với tuổi thọ. Nghiên cứu trước đây của Harvard cho thấy những người tuân theo 5 thói quen đơn giản, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh chất lượng cao, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, giữ cân nặng khỏe mạnh, không uống nhiều rượu và không hút thuốc sẽ tăng tuổi thọ lên đến 10 năm. Nhưng các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra một số loại thực phẩm có thể làm giảm tuổi thọ. Các chuyên gia về lão hóa đã chỉ ra 5 loại thực phẩm và đồ uống làm giảm thọ nhất mà bạn cần tránh sau đây. Theo Express. 1. Uống rượu.
Uống quá nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan, huyết áp cao và suy tim. Rượu là chất ức chế miễn dịch, gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với hệ miễn dịch ở người lớn tuổi và người dễ bị tổn thương. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Kathy Dodd cho biết hệ miễn dịch suy giảm theo tuổi tác. Uống rượu thường xuyên khiến hệ miễn dịch vốn đã bị suy giảm ở người lớn tuổi càng trở nên yếu hơn rất nhiều. 2. Thịt chế biến. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ cho thấy ăn nhiều thịt chế biến hơn như thịt sông khói và dăm bông làm tăng nguy cơ tử vong lên nhiều. Các loại thịt chế biến như xúc xích và thịt hộp được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phân loại là chất gây ung thư. Bác sĩ Donald Henstrud, chuyên về y tế dự phòng của phòng khám Mayo Clinic cho biết, phân loại của WHO đã dấy lên nhiều sự hoài nghi, nhưng tổ chức này đã xem xét hàng trăm nghiên cứu trong suốt một thời gian dài và đã đưa ra quyết định dựa trên các bằng chứng tích lũy từ rất nhiều nghiên cứu. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy, các chất gây ung thư trong thịt chế biến được hình thành trong quá trình bảo quản, theo Express. 3. Đường. Đường khiến khuôn mặt và cơ thể nhanh bị lão hóa hơn, rõ nhất là ở phụ nữ khoảng 35 tuổi. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí về bệnh tiểu đường Diabetologia, mức đường huyết cao kinh niên cũng làm suy giảm nhận thức đáng kể. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng những người mắc bệnh tiểu đường bị suy giảm trí nhớ và chức năng điều hành nhiều hơn so với những người không mắc bệnh tiểu đường. 4. Thức ăn nhanh. Tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh có thể dẫn đến giảm tuổi thọ hơn 10 năm, theo Express. Một nghiên cứu trên tạp chí y học JAMA Internal Medicine cho thấy ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn làm tăng tỷ lệ tử vong do ung thư và bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhiệt độ cao có thể tạo thành chất độc, chất phụ gia có thể gây ung thư và việc đóng gói thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn đến gây độc. 5. Thịt chiên và nướng. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, thịt nướng bị cháy sẽ tạo ra các hợp chất gây ung thư. Nhiều nhà khoa học còn chỉ ra thịt đỏ và thịt chế biến dẫn đến nhiều bệnh khác nhau, và WHO đã xếp chúng vào nhóm gây ung thư. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn thêm 3,5 khẩu phần thịt đỏ và thịt chế biến mỗi tuần liên tục trong hơn 8 năm sẽ làm tăng nguy cơ tử vong lên 10% trong 8 năm tiếp theo. Chuyên gia Dodd khuyên, chế độ ăn uống lành mạnh để kéo dài tuổi thọ bao gồm nhiều trái cây, rau quả và nhiều chất đạm. 6. Hoa quả sấy. Các nhà sản xuất đã sử dụng sulfur dioxide để giúp cho các loại hoa quả sấy được bền màu và để được lâu. Chất này là thành phần chính của than đá bị đốt cháy trong các nhà máy, có khả năng gây hại cho môi trường và cơ thể con người, gây ra các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mẩn ngứa hay suyễn, v.v. Một chất hóa học khác cũng được tìm thấy trong một số loại hoa quả sấy là acrylamide, được đánh giá là chất hóa học thần kinh độc hại. Không những vậy, một thành phần được dùng rất nhiều trong hoa quả sấy là chất tạo ngọt, nếu vượt quá mức cho phép cũng sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người tiêu dùng như gây bệnh tim mạch hoặc tiểu đường. Sử dụng quá nhiều và thường xuyên các loại hoa quả sấy còn có thể gây ra bệnh ung thư, nhất là đối với những sản phẩm hoa quả sấy không nhãn mác, người tiêu dùng sẽ rất khó để nhận biết được thành phần, mức độ nguy hiểm nếu có của sản phẩm. Trên đây là 4 nhóm thực phẩm phổ biến giúp người Nhật có tuổi thọ cao, bạn hoàn toàn có thể mua được để sử dụng vì chợ Việt cũng có rất sẵn những loại thực phẩm này. Hãy chia sẻ để mỗi người trong chúng ta đều có những bí quyết chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn, từ đó nâng cao tuổi thọ quý vị nhé. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.